Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 43 ngày 8 tháng 3 thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Thủ tướng giao Ủy ban ba nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến các bộ ngành liên quan, ý kiến đóng góp của người dân, các tổ chức và các chuyên gia, nhà chuyên môn khẩn trương rà soát toàn diện hoàn thiện nội chung điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và dịp thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó cần lưu ý các nội dung bảo vệ cảnh quan thiên nhiên rừng biển, khắc phục ngập úng trong đô thị, thoát nước, xử lý nước thải, ùn tắc giao thông, còn có kết bản ứng phó và chống biến đổi khí hậu, nước biển dân, xác định các khu vực địa chất nguy hiểm, rủi ro cao làm rõ mối liên kết vùng của thành phố Đà Nẵng trong vùng miền Trung Tây Nguyên với cả nước, khu vực và quốc tế, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm các tài nguyên như đất đai, nước ngầm, quan tâm phát triển công nghệ cao, công nghiệp phù hợp, phát triển điện gió, dầu khí, ưu ừ tiên phát triển lĩnh vực đổi mới sáng tạo, nên hướng phát triển đô thị trung tâm, đô thị nén để tiết kiệm đất đai, hạ tầng, xen kẽ các khoảng không gian mở trong đô thị là không gian công cộng, cây xanh thực hiện cập nhật các quy hoạch liên quan, giải quyết chức điểm các tồn tại của quy hoạch trước, quan tâm giải quyết các dự án đang vướng mắc chưa đầy đủ cơ sở pháp lý để tập trung phát triển Đà Nẵng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả kết luận số 269 của thanh tra chính phủ đối với Đà Nẵng. Việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhiên đến năm 2045 phải tuân thủ pháp luật về môi trường, xây dựng, quy hoạch, quốc phòng, an ninh, giao thông, đầu tư, bảo vệ rừng luật sửa đổi bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch phù hợp với nghị quyết số 751 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định số 3744 của Chính phủ và pháp luật có liên quan. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét về duyệt trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Thủ tướng giao thành ủy Hội đồng Chân dân thành phố Đà Nẵng giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có cơ chế giám sát hiệu quả việc thực hiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư và các nội dung liên quan đến bảo vệ rừng, biển của thành phố. Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng hướng dẫn và thường xuyên định kỳ giám sát việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 các bộ kế hoạch và đầu tư tài chính giao thông vận tải và các bộ liên quan theo chức năng nhiệm vụ phối hợp và ủng hộ thành phố đà nẵng để phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng khung chính của thành phố sân bay bến cảng biển liên chiểu và các công trình quan trọng thiết yếu